món đầu tiên xin mời ban giám khảo thưởng thức món khai vị là món hơi nguồn sáng tạo, thì trong đó là chiết xuất rượu vang sinh ra cộng với món bột sinh ra của cơm sinh ra kia rồi. Dạ. Đây là chế biến từ gan tái sinh ra. Thì mời đây là món khai vị của khách sạn. Tên bài trí của món ăn là của truyền thống người Sa Đăng trong những dịp lễ hội, và em phát huy truyền thống này để khai thác du lịch. Dạ, cái thường gần quá, quay gần quá. Cái hình dưới Sam Jai và cái món ăn ở bên ngoài. Đây là cái món nếp cuốn lá dâm, những cái hội bình thường của mình có sư đăng. Cái này cũng là nếp, nếp trong nếp. Cái món thứ hai là món lương mì Đắk Na, là món cá bóng đuôi đỏ, nướng tá nghệ. Là món đây đặc trưng của Đắk Na, nó cá ra bắt từ dòng Hát Sư Buôn, dòng hát nổi tiếng của Đắk Na. Thì để đây là cá bóng đuôi đỏ, đây là đặc sản của Đắk Na. Đến Đắk Na thì có cái món cá bóng đuôi đỏ không thể thiếu cho du khách khi đến thăm. Còn món thứ ba là món gà, gà xăm nướng, món đồ ô. Đây là cái nướng đồ, là cái nướng kiểu nướng truyền thống của người đồng bào Sa Đăng. Dạ, còn món thứ tư là món súp bò xăm. Dạ, súp bò với xăm. Dạ, hành vi đỏ. Các món thịt gác bếp cùng với lá đu hét. Đây là hương vị kết hợp. Thịt gác bếp bao gồm những nguyên liệu trên, trong đó có bột sam dai, tẩm nước. Và mình lá này là lá gì? Đây lá đu hét, cái lá đặc sản nó mọc lên từ núi cao. Em có thịt nướng, chấm cơm muối. Là muối xả, muối đây là đúng là muối đặc trưng. Còn món chính, món chính cuối cùng là món cá nấu chua. Chua rừng gà. Món nó có chua rừng gà. Cái lá chua này cũng là cái lá chua hái rừng gà. Cái chua này phải nói, mình phải nói là nó mọc gần cây sâm ngọc linh á. Nó là em của cây sâm ngọc linh á. Nếu mà không có cây sâm ngọc linh này, cây nó chết. Thì nó thế. Cái món cuối cùng là món gà xăm và bánh xăm. Bánh này cũng chế biến từ xăm. Cái này là cái sâm dây nướng.